cái xe này bỏ rồi mình quay luôn. Tôi phố Nhật Bản lúc 7 giờ sáng. Ủa, đó, 7 rưỡi. Cái này đi xe ô tô nhiều nhưng xe cũng chạy rất là chậm. Tìm một khoảng đất trống không thấy. Vô này phố rất là sạch. Đẹp luôn, tầm 2 đến 15 phút là tới công ty. Domino Pizza. Cái này không cho chở hai đi. Đi một thôi, không có nhiều.